Đây là một cửa hàng tiện dụng ở Hàn Quốc. Bên cạnh các loại đồ uống có cồn, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy những chai nước giải rượu như thế này. Những cửa hàng như thế này đã trở nên khá phổ biến ở quốc gia này. Chúng tôi đã tiến hành hơn 800 thử nghiệm để đưa ra loại sản phẩm giúp phân hủy chất cồn trong cơ thể nhanh hơn. Tất nhiên, hiệu quả nhanh hay chậm cũng tùy thuộc nồng độ và loại rượu trong cơ thể. Không chỉ có đồ uống, kẹo giải rượu cũng là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Việc người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe là lý do khiến các sản phẩm giải rượu như thế này ngày càng được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Khách hàng của chúng tôi phần lớn là nam giới, trong độ tuổi từ 30 tới 40 tuổi. Những sản phẩm này hướng tới những người tiêu dùng trẻ tuổi, và thực tế chứng minh họ là những khách hàng tiềm năng. Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, lượng tiêu thụ rượu bia trong những tháng cuối năm và dịp Tết sắp tới sẽ tăng 20-30%, và do đó, các hãng sản xuất sản phẩm giải rượu đã sẵn sàng để chờ đón một dịp tiêu thụ mạnh các sản phẩm này trên thị trường.